phải thi đấu trên sân khách. Nhưng đội tuyển Lào đã có một bàn mở tỷ số vào lưới Nepal sau 32 phút thi đấu. Bao Công tận dụng sai lầm của đối phương, đi bóng vào vòng cấm và khéo léo loại bỏ hai hậu vệ trước khi ghi bàn vào góc gần. Dù để Nepal gỡ hòa trong hiệp 2, tuyển Lào đã giữ tỷ số 1-1 đến hết 90 phút thi đấu. Với một bàn thắng trên sân khách, đội bóng xứ Triệu nắm lợi thế trước trận lượt về. Chỉ cần hòa 0-0 trên sân nhà, tuyển Lào sẽ vượt qua vòng loại thứ nhất. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kanlaya Saisamvang tự tin rằng họ có thể giành vé vào vòng tiếp theo với một chiến thắng trên sân nhà mà không cần phải nhờ đến lượt bàn thắng sân khách. Giới chuyên môn đã dự đoán rằng cả đội tuyển Singapore và Campuchia đều có khả năng giành chiến thắng cách biệt ở lượt đi. Tuy nhiên, cả hai đại diện Đông Nam Á đều không có màn trình diễn thuyết phục. Trên sân nhà, tuyển Singapore đã dẫn trước Guam 2-0 sau 41 phút thi đấu, nhưng đột ngột trùng xuống và để đối phương gỡ bàn vào những phút cuối. Với tỷ số 2-1, Singapore không thể cảm đảm trước trận lượt về và có nguy cơ bị loại nếu để thua 0-1 theo luật bàn thắng sân khách. Tuyển Campuchia cũng gây thất vọng khi hòa 0-0 trước Pakistan dù thi đấu trên sân nhà. Mặc dù kiểm soát bóng 66% và tung ra 12 cú dứt điểm, đội bóng xứ Angkor không một lần xuyên thủng hàng thủ đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 là lần đầu tiên trong các lần đối đầu với Pakistan mà tuyển Campuchia không ghi bàn và giành chiến thắng. Trận lượt về sắp tới trên sân khách sẽ là thử thách quan trọng.